nghe podcast Hỏi đáp về Covid-19, nơi chia sẻ, giải đáp những thắc mắc băn khoăn về dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 4335 về việc hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, trong đó nêu rõ các nhóm đối tượng cần cẩn thận trong tiêm chủng, hoãn tiêm chủng hoặc chống chỉ định với tiêm chủng. Theo đó, cần khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng với các đối tượng sau: người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người mất chi giác, mất năng lực hành vi, người có tiền sử giảm tiểu cầu và hoặc rối loạn đông máu, phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Đặc biệt, cần chú ý khám kỹ với người phát hiện thấy dấu hiệu bất thường sống. Cụ thể, nhiệt độ thấp hơn 35,5 độ C và cao hơn 37,5 độ C, mạch đập ít hơn 60 lần trên 1 phút hoặc nhiều hơn 100 lần trên 1 phút, nhịp thở hơn 25 lần 1 phút. Thêm vào đó, huyết áp tối thiểu dưới 60ml thủy ngân hoặc trên 90ml thủy ngân, huyết áp tối đa dưới 90ml thủy ngân hoặc trên 140ml thủy ngân hoặc cao hơn 30ml thủy ngân so với huyết áp hàng ngày ở người tăng huyết áp đang điều trị và có hồ sơ y tế. Đối với tiền sử tiêm vaccine phòng Covid-19, cần khai thác chính xác loại vaccine đã tiêm và thời gian tiêm vaccine. Về tiền sử dị ứng, cần hỏi người tiêm chủng đã từng có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào, tiền sử dị ứng nặng bao gồm cả phản vệ, tiền sử dị ứng với vaccine và bất cứ thành phần nào của vaccine. Bên cạnh đó, khai thác tiền sử mắc Covid-19, tiền sử suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối, đang điều trị hóa trị, xạ trị, tiền sử rối loạn đông máu, cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông. Đối với phụ nữ mang thai, cần hỏi tuổi thai, giải thích nguy cơ và lợi ích. Chỉ nên cân nhắc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Lưu ý chống chỉ định tiêm vaccine Sputnik V với phụ nữ đang cho con bú. Một điểm đáng chú ý khác trong hướng dẫn này là việc dừng đo huyết áp cho tất cả người đến tiêm. Chỉ đo huyết áp cho các đối tượng có bất thường về dấu hiệu sống, người có tiền sử tăng huyết áp hoặc huyết áp thấp, người có bệnh lý tim mạch, người trên 65 tuổi. Tiến hành đo mạch, đếm nhịp thở cho người từng bị suy tim hoặc có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Ngoài các đối tượng kể trên, hướng dẫn cũng nêu rõ, với các đối tượng có tiền sử rõ ràng mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng, người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần tuổi cần phải trì hoãn tiêm chủng. Các trường hợp chống chỉ định với tiêm chủng vaccine Covid-19 là những người có tiền sử phản vệ với vaccine phòng Covid-19 cùng loại ở mũi đầu tiên hoặc có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất. Và vừa rồi cũng là thông tin khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!